Chị Kim coi có khỏe không? Nói chị Kim chừng nào về? Chị Kim chừng nào về? Mua gì nói đi. Chị Kim mua 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 quà cho chị Kim, chị Phương với lại mình với bố cho em nha. Mua cái gì? Mua mua ba con búp bê với lại một cái súng với lại một con siêu nhân nha. Chị Kim có khỏe không? Có sinh nhật chị Kim chưa? Có sinh nhật chị Kim chưa? Gì? Con coi chưa? Con coi hình sinh nhật chị Kim chưa? Bữa ông nội có cho coi chưa? Rồi. Thấy hình chị Kim sao? Nói đi. Không nói nè. Bây giờ căn bản cho chị Kim nghe đi nè. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà con cùng yêu thương nhau, xa lạ nhau, cùng nhau là cười. Gì nữa? Hết rồi. Ăn gì nữa? Cha lên bà, cho vô mau dao. Cô thương cháu vì cháu không khóc nghe, không khóc nghe bè lên cây trái. Bà nhà mai ông bà vui cái cày là la 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 la. Vậy hả?